Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức, viên chức. À, các bạn có nhu cầu kết nối Zalo à, hoặc là gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. 0912 595654 hoặc ba để được hướng dẫn sau khi kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn, video bài giảng, các bạn xem video bài giảng hoàn toàn miễn phí phần mềm hình thức trách nghiệm vn là phần mềm phi lợi nhuận. Hôm nay tôi minh họa với tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trách nghiệm vn thông qua học câu hỏi trách nghiệm cho tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương ban hành theo cái quyết định 3309 của Học viện Hành chính quốc gia ngày 17 tháng 8 năm 2022. Và cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm là chúng ta phải học theo cái phương pháp tư duy. Thì phương pháp tư duy là gì? Để chốc nữa tôi sẽ minh họa các bạn cho các bạn rõ. hôm nay thì cụ thể là các câu hỏi trắc nghiệm của cái phần 2 về kỹ năng của cái quyết định 3309 này về chuyên đề 8 là kỹ năng quản lý thời gian. Chuyên đề 9 là cái chuyên đề cuối cùng đây là kỹ năng làm việc trong môi trường số. để cái phương pháp học như thế nào. Phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trách nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. À, các bạn thấy là à, cái, cái tài liệu này, à, ban, à, tài liệu mà theo cái quyết định 3309 này à, rất là dài, rất nhiều nội dung, rất nhiều kiến thức. À, nếu phải in ra giấy thì phải tầm 500 trang in A4 vì vậy à, chúng ta phải học như thế nào để cho có kết quả tốt nhất thì các bạn có thể xem tài liệu để cái phương pháp ở đây tôi minh họa cho các bạn học cái tài liệu này là học theo cái phương pháp tư duy hệ thống câu hỏi trắc liệu à, có trên phần mềm à, chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính À, trên điện thoại cũng được nhưng mà dữ liệu nó nhiều thì nó chậm hơn tốt nhất là chúng ta học trên máy tính chúng ta khởi động trình duyệt sau đó chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm .vn chú ý là đuôi .vn sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng này môn kiến thức chung ôn tập ấy là đối với công chức ở phía trên viên chức ở phía dưới viên chức giáo viên các cấp viên chức đơn vị sự nghiệp công lập viên chức y tế ở phía dưới chúng ta di chuyển con trỏ lên phía trên được cấp ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. Thí dụ các bạn được cấp ký danh ở mục số 1, môn kiến thức chung, ôn tập dự tuyển công chức. À, các bạn kích chuột nhầm sang mục số 2 thì sẽ không đăng nhập được. Vậy các bạn phải để con trỏ đúng cái mục các bạn được cấp ký danh mật khẩu. Để nhấn nút trái liên tiếp 2 lần, nhấn nút trái chuột liên tiếp 2 lần. thì Sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu và các bạn chú ý. À, nếu mật khẩu người khác biết được để đăng nhập phần mềm thì các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thế thì vào phần mềm ấy thì các bạn đối với các cái tài liệu mà nó ngắn thì thầy đã up các cái file như là thông tư nghị định luật vân vân lên trên phần mềm các bạn tải trên phần mềm của thầy cũng được À hoặc là các bạn tải trên Google nhưng mà riêng cái tài liệu uh, theo cái quyết định uh, 3309 này nó dài tới 500 trang cho nên các bạn uh, nên tải trên Google sau đây các bạn mở ra uh, thì nó cái cửa sổ này nó che lấp mất rồi thì các bạn thấy là nốt điều khiển cửa sổ là cái nốt dấu trừ này đối với Windows thì nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình đối với Macbook nằm bên tay trái các bạn chỉ mũi tên chuột vào cái dấu trừ điều khiển cửa sổ các bạn nhấn nút trái chuột thì nó thu nhỏ lại à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào cái cứ các cái dấu trừ này là thu nhỏ hết thì các bạn là chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ nhấn nút trái thì nó lại mở lên à, các bạn nhấn nút trái nó mở lên cứ như vậy là các bạn có thể mở nhiều cửa sổ cùng lúc à, chỉ vào dấu trừ chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái đó cái phương pháp là như vậy như vậy chúng ta đã mở được cái tài liệu lên à, sau đó chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm à, trong phần mềm này có hàng trăm tài liệu cho nên nó rất là nhiều à, các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi à, một thư viện à, như một thư viện à, kiến thức rất là nhiều đó, à, các bạn thấy di à, chuyển các bạn thấy này phía phía trên đây là câu hỏi còn phía dưới là các tài liệu này đó, phía dưới là các tài liệu pdf file à, word À, các bạn tìm đến cái mục à, hôm nay là chuyên đề 8 và 9 này à, Chuyên đề 8, 9 này Thì các bạn thấy câu hỏi trách nghiệm cho cái chuyên đề 8 và 9 Phần 2, tức là phần kỹ năng Thì à, các bạn thấy có cái chú thích ở đây Chuyên đề 8 là kỹ năng quản lý thời gian Chuyên đề 9 là kỹ năng làm việc trong môi trường số Thì à, ngoài cái việc học câu hỏi trách nghiệm cho chuyên đề 9 này các bạn còn phải học thêm câu hỏi trắc nghiệm cho luật an ninh mạng năm 2018 và cái quyết định 749 này ngày 3 tháng 6 năm 2020 của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia thì để các bạn hiểu sâu thêm chuyên đề 9 thì có kèm thêm hai cái tài liệu này có trên phần mềm để các bạn học câu hỏi trắc nghiệm thế thì bây giờ là học câu hỏi trắc nghiệm cho hai cái tài liệu chuyên đề 8 chuyên đề 9 thì các bạn để con trỏ Tại cái mục uh, câu hỏi phụ lục 2 chuyên đề 8 và 9 này các bạn nhấn nút trái một lần. Thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Thì các bạn có chữ thực hiện đề thi, các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó xuất hiện chữ start, à, tiếng Anh có nghĩa là bắt đầu, các bạn nhấn nút trái chuột vào chữ start để bắt đầu. Thì học lần đầu thì uh, uh, chúng ta phải nhập uh, kiến thức vào trong bộ não của chúng ta đã tức là nhập dữ liệu vào bộ óc khi chúng ta có dữ liệu rồi thì học lần hai là các bạn bắt đầu tư duy làm bài à, làm bài tức là nếu thi thử thì các bạn đọc câu hỏi và trong bốn phương án thì các bạn được chọn một phương án đúng nhất vì sao lại như vậy có trường hợp thôi nha có trường hợp b đúng a đúng nhưng b đúng hơn a thì các bạn phải chọn b đó còn khi nộp bài sớm khi các bạn thi thử thì các bạn cũng chọn finish coi như là hoàn thành Ở góc tay trái màn hình dưới ô vuông số thứ tự câu hỏi bây giờ học lần đầu các bạn cũng chọn finish tiếng anh có nghĩa là hoàn thành nhấn nút trái chuột một lần vào finish à, sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới à, các bạn thấy chữ nộp bài và kết thúc đó, các bạn nhấn nút trái chuột vào nộp bài và kết thúc phần mềm sẽ hỏi lại các bạn chắc chắn chưa chắc chắn rồi thì các bạn nhấn nó trái chuột một lần nữa nộp bài kết thúc thì như vậy là chúng ta đã thực hiện là à, coi như hoàn thành mình đã làm xong thì các bạn đọc nội dung câu hỏi từng phương án và hướng dẫn trên nền vàng đây các hướng dẫn và đáp án đúng ở trên nền vàng là sau cái từ G connect answer là đáp án đúng ở đây trên nền vàng thì các bạn đọc loại câu hỏi thứ nhất là loại câu hỏi về các khái niệm nó gọi là giải thích từ ngữ ấy. thì trong các chuyên đề đều có giải thích từ ngữ hay là các bạn học luật công chức thì cũng có giải thích từ ngữ thì chính cái giải thích từ ngữ đó mà bất kể cái tài liệu nào cũng có giải thích từ ngữ thí dụ luật công chức giải thích từ ngữ từ từ chức là gì miễn nhiệm là gì công chức là gì vân vân thì là cái giải thích từ ngữ thì các bạn phải đọc cái giải thích từ ngữ thì, thì ở đây cái câu đầu tiên Là cũng hỏi về Loại câu hỏi giải thích từ ngữ Trong hoạt động Thực thi công vụ quản lý Thời gian là gì đó, Thì các bạn Mở cái trang 423 424 à, Lên các bạn kích chuột vào file Nhấn nút trái chuột Sau đó các bạn tìm đến à, Cái trang 423, 424 Sẽ có nội dung giải thích từ ngữ à, Về trong hoạt động công vụ, trong hoạt động thực thi công vụ quản lý thời gian là 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 gì là việc cán bộ, công chức, viên chức kiểm soát tốt hơn thời gian công vụ của mình, à, vận dụng các kỹ năng để sử dụng thời gian, phân bổ thời gian một cách hợp lý nhằm à, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ đó là cái khái niệm giải thích từ ngữ à, ở câu này sau các bạn đối chiếu lên các phương án A, B, C, D vì sao phương án D lại không đúng à, thì các bạn phải xoay với cái cái giải thích đúng ở đây thì đối với giải thích từ ngữ nó phải đúng như trong tài liệu à, nó sai khác một vài từ là ý nghĩa nó khác rồi đó đây là loại câu mặc dù nội dung các phương án nó có câu hỏi rất dài nhưng mà học lần đầu thì thấy nó dài học lần thứ hai là các bạn liếc được liếc một cách là biết được cái đáp án nào là giải thích từ ngữ đúng ngay đó cái phương pháp cái loại câu mà giải thích từ ngữ thì các bạn phải chú ý cái cách làm cái loại câu như vậy à, bây giờ sang cái loại câu khác thì các bạn thấy là các bạn đọc nội dung thí dụ câu 6 này đâu không phải là công vụ công cụ quản lý thời gian thì như vậy ở đây lại hỏi là không phải à, hoặc là các bạn phải để ý câu hỏi là công cụ quản lý thời gian như vậy chúng ta phải tìm ra ba phương án là công cụ quản lý thời gian trừ ba cái phương án ấy ra thì phương án còn lại sẽ là không phải là công cụ quản lý thời gian thì phần mềm hướng dẫn các bạn bạn mở file lên đọc trang 428 đến 434 thì các bạn ghi nhớ nội dung ba phương án là công cụ quản lý thời gian thì gồm có công cụ quản lý thời gian gồm có này nhật ký thời gian lịch công việc ma trận quản lý thời gian. Đó, thì chúng ta phải nắm được các cái công cụ quản lý thời gian. À chúng ta soi này lịch công việc là đúng rồi này. Nhật ký thời gian là đúng rồi này. Ma trận quản lý thời gian là đúng là một là ba phương án đều là công cụ quản lý thời gian. Đúng tức là đúng về công cụ quản lý thời gian. Thế còn phương án trả lời ở đây không phải thì chúng ta trừ ba phương án đúng ra. Phương án đúng về công cụ quản lý thời gian thì phương án còn lại lịch ưu tiên công việc không phải là công cụ quản lý thời gian. Đó, cái loại câu như vậy. Chúng ta thay đổi cái phương án lịch ưu tiên công việc bằng một cái giá trị nội dung khác mà không phải là công cụ quản lý thời gian. Chúng ta sẽ có một câu hỏi mới và như vậy chúng ta sẽ có một chùm câu hỏi tương tự như câu này. nên vì thế chúng ta chỉ cần học một câu thì chúng ta đại diện được cho rất nhiều câu về cái loại không phải. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không nè? đó là phương pháp tư duy. thì phải tư duy theo cái phương pháp là cái mà là cái gì mình nắm chắc chắn được đó là các công cụ quản lý thời gian. sau đó chúng ta trừ các công cụ này ra thì phương án còn lại sẽ là không phải là công cụ quản lý thời gian Đó, cái phương châm học một biết 10 và học theo phương pháp tư duy là như vậy đấy chúng ta hiểu nội dung nội dung ở đây là gì là có 3 phương án là công cụ quản lý thời gian được trình bày cụ thể trong trang 428 đến 434 đó. Để sau đó chúng ta dùng phương pháp tư duy loại trừ trừ ba cái phương án là công cụ quản lý thời gian thì ra phương án không phải công cụ quản lý thời gian là đáp là nội dung để trả lời câu hỏi này. đó cái cách làm nó như vậy. chúng ta học để có kiến thức, chúng ta vượt qua kỳ thi, chúng ta học có kiến thức để khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. đó có nhiều bạn cũng đã tâm sự với thầy qua điện thoại để nói rằng là đúng là rất khó. lúc đầu là là khó hiểu lắm nhưng mà may cho em là tìm được video của thầy em nghe thầy trình với dáng phương pháp thầy em hiểu được rất tuyệt vời và rất cảm ơn thầy là như vậy rất nhiều bạn đã gọi điện nhắn tin zalo rất chân thành thầy cảm ơn các bạn các bạn nói rằng là gặp được video của thầy là rất may mắn rồi và nghe được các cái giảng giải của thầy và em hiểu rất cụ thể và nắm được bài cái chính là nắm được bài sau đó đi thi đậu và có kết quả này có nhắn tin cảm ơn thầy thì đây là một cái phương pháp là rất tốt thì uh, kinh nghiệm dạy ở đại học thì thầy thấy đây là cái giải pháp tốt dạy cho sinh viên biết cách tư duy khi tốt nghiệp ra trường là có thể làm việc được tránh trường hợp học gạo tức là học việt đấy không hiểu gì thí dụ như mà có một cái file độ vài trăm câu cứ thế học cái cái câu hỏi vì viết đã bán thôi thì đến khi kỳ thi chính thức diễn ra mà không rơi vào đó thì chịu mà nếu nó có rơi vào đó thì những chỉ đáp ứng chỉ gọi là thi đối phó thôi chứ còn về mặt các cái tài liệu không được đọc thì không nắm được cụ thể đâu nó mang tính chất đối phó còn bản chất của nó vẫn phải là là tài liệu còn cái câu hỏi trắc nghiệm là chúng ta phân giả nhổ nó ra từng ý một tình huống đặt ra để chúng ta giải quyết thì căn cứ vào tình huống đó để giải quyết câu hỏi đó thì căn cứ vào tài liệu nào, nào trang mấy điều mấy vân vân đó mới là cái gốc rễ của vấn đề thì học một lần hai lần ba lần là các bạn nắm rất tốt thì các bạn có một kiến thức tốt các bạn làm việc rất tự tin muốn làm việc đúng thì trước mắt các bạn phải hiểu đúng đã từ cái hiểu đúng thì dẫn đến làm việc đúng là đối với công chức thì các bạn thực thi công vụ thì thầy vẫn thấy rằng là khuyên các bạn phải hiểu đúng. Từ cái hiểu đúng thì chúng ta thực thi công vụ sẽ làm đúng. Đó, thì theo thầy là như vậy. Thì như vậy các bạn phải cố gắng thôi. Thì phương pháp học thì thầy có phương pháp, thầy trao cho các em các em học và các em có kiến thức các em làm việc tốt đó là điều thầy rất mừng. Và cảm ơn các bạn. Thí dụ như là câu tiếp theo, chúng ta khẳng định phương án đúng về ma trận thời gian à, ma trận thời gian đến đây có cái khái niệm ma trận các bạn học sinh đại học thì đều có học về ma trận thì uh, ma trận uh, thì các bạn đã nắm rất tốt trong quá trình các bạn học là sinh viên rồi à, trục thời gian trục hoành thì uh, các bạn thấy trục hoành ấy là thường là trục OX trong toán học mà các bạn học ở cấp 3 à, thì là trục OX thì gồm có hai giá trị khẩn cấp và không khẩn cấp đó, khẩn cấp chúng ta để ý cái thứ tự đặt trước nha rồi không khẩn cấp đặt sau phải để, phải để ý ở đây theo cái giáo trình viết thì khẩn cấp đặt trước không khẩn cấp đặt sau thì chốc nữa thầy sẽ mô tả cho các bạn cái trục số này thí dụ như là trục số x chỉ bằng một là khẩn cấp thì x chỉ bằng hai là không khẩn cấp như vậy chúng ta để ý là nó phân biệt từ trái qua phải À, nếu đảo lại thì thì nó lại khác đấy, Thế cho nên chúng ta tôn trọng giáo trình ở cái mức độ à, học để nắm tốt giáo trình thì chúng ta trung thành tuyệt đối với tài liệu đã viết. còn khi các bạn mà vững rồi, các bạn đầu sâu vấn đề, các bạn hoàn toàn có thể đảo hai giá trị này, các bạn có thể viết không khẩn cấp trước thì khẩn cấp viết sau cũng được, nhưng mà các các kết quả thì nó lại có khác nhau đấy cho nên trước mắt chúng ta tôn chúng ta trung thành tuyệt đối với giáo trình để khẩn cấp đặt, đặt trước không khẩn cấp đặt sau trục tung thì trong toán học các bạn học ở cấp 3 đọc là trục OI gồm hai giá trị như vậy ở đây lại là không quan trọng đặt trước giá trị thứ hai là quan trọng Đó, các bạn để ý cái này nó ngược lại một chút cái không lại đặt trước cái quan trọng đặt sau à, khi đố cái ô số 4 này thì được gọi là gì thì các bạn chú ý thì phần mềm hướng dẫn các bạn căn là các bạn đọc ở trang 433 thì bây giờ mở trang 433 lên chúng ta kích chuột vào file mở trang 433 thì đây là một cái ma trận thời gian thì đây là trục tung là trục đứng này trục OI trục khoanh là trục nằm ngang đây là trục OX thì cái giá trị khẩn cấp đặt trước này giá trị không khẩn cấp đặt sau à, đúng như giáo trình như này và cái trục tung thì không quan trọng đặt trước quan trọng đặt sau tức là ta quan niệm cái giá trị quan trọng này nó, nó như thế là y 2 đây là y 1 thì y 2 lớn hơn y 1 và x 1 x 2 x 2 đây phải lớn hơn x 1 thì với cái giá trị như vậy Thì cái trục này chúng ta thấy sẽ chia làm 4 ô Nếu các bạn đảo lại Thì giá trị của các ô nó khác nhau đấy Đấy Bây giờ đang học ở mức độ năm tốt Cái giáo trình thì chỉ cần vậy Và các bạn nâng cao, các bạn đặt lại Thì giá trị nó, nó, nó đảo đi một chút Thì nó hiểu sâu Thí dụ như tại ô 3 Thì đây chính là x1 Y1 Đó Thì nghĩa là khẩn cấp giá trị thứ nhất những cái công việc khẩn cấp không quan trọng thì các bạn viết vào cái ô số 3 này những việc không khẩn cấp không quan trọng thì các bạn viết về ô số 4 này các việc à, ánh xạ sang đây là không khẩn cấp X gì là không khẩn cấp y là quan trọng thì các bạn viết vào cái ô2 này và các cái việc khẩn cấp à, quan trọng thì các bạn viết về ô 1 đó như vậy anh chia làm 4 ô thì các bạn để ý là theo cái à, chiều quay kim đồng hồ như thế này thì 1 à, là khẩn cấp quan trọng giờ đến 2 à, giờ đến 3 sang chiếu này giờ đến 4 thì các bạn để ý là nó không theo cái chiều này nó khó nhớ thì các bạn nhớ là 3 2 1 4 này đó 1 2 3 4 này À, thì như vậy là nó nó các cái cái luật theo thứ tự này nó hơi khó các bạn phải để ý à, các ô này tức là nó chia làm bốn phần để các bạn ghi à, cái, công việc vào đây đó thí dụ như là không quan trọng thì nghĩa là các cái việc vụn vặt à, công chức mà. cái việc này không quan trọng lắm thì nó là vụn vặt hay là các việc khẩn cấp thì rõ ràng là là các cái việc mà thụ động Ví dụ như chúng ta thấy có công văn ở dưới, ở trên gửi xuống dưới, phải nộp ngay báo cáo. Thì nữa là nó 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 thụ động lắm, mình không chủ động được trước. À, không không có kế hoạch trước thì các việc khẩn cấp thường là mang tính chất à, thụ động. Hay là các việc các việc không khẩn cấp thì nó lại không rơi vào áp lực. Đó, nó nó lại không rơi vào áp lực. Đó, còn các việc quan trọng lại các việc quan trọng mà lại là không khẩn cấp, tức là nó rơi vào ô 2 thì các bạn thấy nó không rơi vào áp lực. Đó, nó 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 không rơi vào áp lực và các bạn chủ động được công việc. Vì các việc quan trọng này là nó không phải khẩn cấp thì các bạn chủ động được công việc để làm. Đó, ý ý là cái ma trận này nó phân chia như thế để các bạn thấy rằng là nó nó rơi vào ô nào thì chắc chúng ta có cái nhận xét công việc ở đó không quan trọng và lại không khẩn cấp đó thì các bạn thấy cái giá trị rơi vào ô số 4 đó, tương tự như vậy thì các bạn nắm được các ô này thì cái giá trị ô 1 thì cái cái tọa độ x chỉ viết trước là khẩn cấp rồi đến quan trọng đó ô 2 là giá trị x chỉ là không khẩn cấp nhưng mà là quan trọng y là quan trọng giá trị ô 3 thì x chỉ là khẩn cấp còn y là không quan trọng à, o 4 là không khẩn cấp nhưng mà à, cái việc không quan trọng đó tức là cái cặp nó vẫn theo cái tọa độ là x y đây x chỉ viết trước y viết sau à, các bạn chú ý như thế là các bạn hiểu được cái tọa độ của cái ma trận thời gian và viết cái gì vào cái các cái ô đó ô 1 ô 2 ô 3 ô 4 À, các bạn chú ý cái số 2 này để số 3 nằm đây chứ nó không phải liên tục như này đó thì các bạn để ý cái cách viết theo tài liệu nhé thì là viết như vậy thì sau này các bạn thành thạo rồi các bạn hiểu được cái 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 tọa độ rồi các bạn mà muốn hiểu sâu các bạn đảo các cái giá trị này đi thì cũng được không không sao nhưng mà ở cái mức độ hiện nắm, nắm tốt chương trình thì trung thành tuyệt đối với tác giả là trình bày ở đây à, chúng ta chỉ dấu trừ để thu nhỏ lại ánh sáng vào đây các bạn hiểu rồi thì ở đây hỏi là ô số 4 là à, là gì là không khẩn cấp không quan trọng đó thì các bạn thấy không khẩn cấp không quan trọng là giá trị của ô số 4 đây này không khẩn cấp viết trước này không quan trọng này đó ô số 4 là những công việc không khẩn cấp không quan trọng thì viết vào ô số 4 à các bạn thấy này thì ở đây phần mềm cũng ghi lại cho các bạn ô số 1 là khẩn cấp này quan trọng này ô số 2 là không khẩn cấp quan trọng này ô số 3 là khẩn cấp không quan trọng này ô số 4 là không khẩn cấp không quan trọng đó các bạn thấy tọa độ ở đây phải chú ý giống như tọa độ x chỉ y trong toán học x chỉ viết trước y viết sau à, các bạn phải để ý cái tọa độ này là x chỉ viết trước y viết sau à, một cặp một cặp tọa độ là x y mà x x phải y đó là một cặp tọa độ thì x viết trước y viết sau. À, giống hệt như toán học phổ thông thôi. À, chỉ giống trừ thu nhỏ. Thì câu hỏi này các bạn đã nắm được à, căn cứ các bạn làm bài cũng không cần phải thuộc đâu các bạn hiểu thôi. Hiểu thì các bạn thấy trục khoành ở đây đã cho cái, cái, cái trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi. thế trục khoành nó cho giá trị khẩn cấp này, không khẩn cấp này. Được chụp tung là không quan trọng quan trọng này thì các bạn nắm là mỗi cái ô số 4 là cái ô cái ô tọa độ của y xy xy là không khẩn cấp này. Uh, nối với lại là à, uh, nối với y là không quan trọng đó các bạn nắm như thế là các bạn uh, anh anh trả dạ sang đây thôi Thì hiểu chỉ nắm được tác giả viết là số 1 số 2 số 3 số 4 thôi thì là các bạn suy được các cái giá trị này luôn đó, cứ theo cái tọa độ x, các bạn suy thôi là các bạn nắm được cái ma trận thời gian nó là như vậy. Đó. thì cái riêng các bạn nắm được cái này rồi thì các bạn làm được hàng loạt câu hỏi trắc à, nghiệm về ma trận thời gian à, ví dụ như à, tương tự như vậy. À, ta vận dụng à, cái câu ma trận thời gian à, tương tự như thế các bạn giải quyết câu khác nhé hoàn toàn các bạn đăng nhập vào phần mềm để học thôi. Thí dụ như là câu 14 các bạn vận dụng này Cũng uh, giả thiết phơi bày lên thôi Là ma trận thời gian trục hoành Ghi giá trị gì, trục tung ghi giá trị gì này Là giả thiết này Rồi bắt đầu đến đây là nó vận dụng này Nếu phần lớn khối lượng công việc tập trung vào ô 2 Thì thì các bạn để ý Nếu các bạn ghi à, vào cái ma trận thời gian này Tất tập trung công việc phần lớn vào ô 2 À, ghi các công việc của các bạn thì các bạn thấy rằng là phần lớn công việc của các bạn rơi vào ô 2. Thì à, thì thì cái gì xảy ra? Thì phương án A, người chuyên viên bị tiêu tốn thời gian vào công việc vô ích mà không đem lại lợi ích cho công việc, thiếu trách nhiệm với công việc à, phụ thuộc vào người khác vân à, vân. Thì như vậy là các bạn đọc các cái kết luận à, của từng phương án và ở đây các bạn thấy khi các bạn đọc rồi các bạn đọc cái trang 428 đến trang 434 và đáp án đúng ở đây nếu rơi phần lớn công việc rơi vào O 2 thì người chuyên viên chủ động được công việc à, vì sao lại chủ động được làm việc theo kế hoạch vì ở đây là việc quan trọng đó, mà nó lại không khẩn cấp để giá trị O 2 là không khẩn cấp việc quan trọng mà O 2 các bạn phải để ý nó là để giải thích được để chọn được phương án nào đúng ở đây à, A B C đúng ở đây thì các bạn phải chú ý O 2 là gì O 2 ở đây là các cái việc không khẩn cấp thì nó không rơi vào áp lực à, và nó lại quan trọng cho nên nó dẫn đến là à, mình chủ động được à, còn khẩn cấp thì nó là là thụ động rồi thế cho nên ở đây rơi vào O2 thì ta thấy O2 là không khẩn cấp à, mà lại việc quan trọng, cho nên chúng ta chủ động được để làm công việc và làm việc có kế hoạch à, và có thể có tầm nhìn dài hạn, không bị rơi vào tình trạng khủng hoảng và áp lực, tức là nó nó không khẩn cấp mà Đấy, thì chúng ta chọn cái phương án à, là phương án d là đúng hơn cả là người chuyên viên chủ động công việc làm việc theo kế hoạch à, là vì nó quan trọng mà có tầm nhìn dài hạn đó không bị rơi vào tình trạng khủng hoảng áp lực là vì sao vì nó không khẩn cấp đó chúng ta để để ý thế thí dụ phương án B người chuyên viên luôn luôn rơi vào tình trạng căng thẳng à, khủng hoảng rồi luôn cảm thấy à, kiệt sức vì công việc đó thì ở đây ta thấy rằng đây là nó khẩn cấp mà chắc là phải phải là việc rơi vào cái 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 giá trị khẩn cấp rồi, đấy. cho nên chúng ta thấy rằng là nếu rơi phần lớn vào rơi vào O 2 thì là phương án nào ở đây là đúng, tức là phương án D đây. là cái 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 cách làm bài là như vậy. À, các bạn chú ý cái 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 giá trị trục số này nó để, để các bạn lựa chọn đáp án này, khẩn cấp, đó. rồi không khẩn cấp, rồi không quan trọng rồi quan trọng, nó là nó là tọa độ, đó. như tôi đã trình bày với các bạn các bạn hiểu được như thế là các bạn làm được hàng loạt câu hỏi trách nhiệm à, cho cái vấn đề về ma trận thời gian. Đó. thì các bạn thấy tuyệt vời không này? rất tuyệt vời luôn. Đó. phải học theo phương pháp hiểu à, và tư duy thì các bạn làm được bài. thí à, dụ như ở đây là, là là về sau thì các bạn thấy rằng là à, tác giả cũng đã trình bày rất là cụ thể à, cho các bạn nắm được các cái trục à, về thời gian à, các bạn có thể di chuyển phần lớn công việc ở rơi vào ô số 4 này thì sao này à, các bạn tác giả đã kết luận này rơi vào ô số 4 này đó thế rồi công việc ở đây nếu như ô số 2 mà chiếm tỷ lệ 60 65 phần trăm là rất tốt còn ô số 4 là nhỏ hơn 5 phần trăm ô số 1 là 15 phần trăm đến 20 ô số 3 là 10 đến 15 phần trăm thì đây là các bạn chú ý theo tài liệu nếu còn các bạn phải gắn với cái trục tọa độ thầy lưu ý là cái trục tọa độ của tác giả nhé thì nó đưa ra cái kết luận này thì các bạn cũng ghi nhớ thì ở đây có cái câu tiếp theo ở đây cũng hỏi là cách phân bổ thời gian hợp lý vào ô ma trận quản lý thời gian nào là tốt nhất thì chính là các cái giá trị ghi trong cái ô này để trích ra câu hỏi này thì phương án đúng là là nó đúng như trong tài liệu đó. đó là hỏi về định lượng đó. Thế thì về ma trận thời gian Thì các bạn hiểu được là các bạn sẽ làm được Thí dụ như là Hỏi là à, cái, cái dạng câu về Ví dụ như là đến đây là Các bạn thấy có next page này Next là trang sau Page là trang sau Next page là sau đó Thì à, các bạn thấy ở đây Là sẽ hỏi về à, Các cái thực hành về SS là 5S đây này. Giá trị giống như trục số là từ trái qua phải phải phân biệt thứ tự nha chứ không đảo được. Như x1 x2 x3 x4 x5 là các cái cặp tọa độ này không phân biệt là là phân biệt thứ tự đấy. S1 là sàng lọc. S2 là sắp xếp. S3 là sạch sẽ. S4 là săn sóc. S5 là sẵn sàng. À, như vậy 5S S, S1 là sàng lọc này S2 à, Các bạn cứ nhớ cái thứ tự này Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng Đây gọi là thực hành 5S à, Và ở câu hỏi này Hỏi về S mấy Thí dụ S1 là sàng lọc S2 là sắp xếp S3 là sạch sẽ S4 là săn sóc S5 là sẵn sàng thì câu hỏi trắc nghiệm ở đây là các bạn đọc ở trang 435, 441 Cái giá trị trong ngọc kép này à, Các bạn nhận ra là các bạn thực hành 5S là ở S bao nhiêu Thường xuyên vệ sinh giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ Thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh à, hàng ngày ở nơi làm việc thì ở đây các bạn thấy là vệ sinh sạch sẽ rồi thì cái, các bạn tìm một cái cụm từ Để dễ nhận ra nó thuộc S mấy rồi Đương nhiên là phải sạch sẽ rồi à, Sạch sẽ thì đương nhiên là S3 rồi đúng không Sạch sẽ rồi Sàng lọc S1 sắp xếp Tài liệu ngăn nắp à, Sạch sẽ đây là S3 Đó cho nên ở đây Cái giá trị trong vào kép này Là các bạn luôn luôn thực hành 5S Với S3 à, Các bạn đúng là S3 à, Câu hỏi là thường xuyên vệ sinh Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ thông qua việc tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày ở nơi làm việc là thực hành 5S à, với S là bao nhiêu phương án A S1 S phương án B S4 phương án C S3 phương án D S2 như vậy ở đây các bạn à, thực hành là S3 à, ứng với eh, chữ sạch sẽ Đó, các bạn chú ý cái phương pháp làm là như vậy như vậy chuyên đề 8 thì thầy minh họa một số câu thì các bạn phải đăng nhập phần mềm để học thế bây giờ sang chuyên đề 9 là chuyên đề cuối cùng thì phải học như thế nào câu hỏi trắc nghiệm theo phương pháp tư duy thì sau đây thầy sẽ minh họa cho các bạn ở chuyên đề 9 thì chuyên đề 9 thì các bạn thấy ở đây nó là à, làm việc trong môi trường số là các kỹ năng làm việc trong môi trường số. Thì các bạn đọc ở đây. Ê, như vậy là chuyên đề 9. Trang 447 ở câu này đến 450. Các bạn đọc tài liệu này. Thì các bạn ghi nhớ được quy trình. À, cách thức làm việc trong môi trường số. Thì nó gồm có 6 bước. Ê, bước 1 là gì? Bước 2 là gì? Bước 3, bước 4, bước 5, bước 6 là gì? Thì, thì các bạn đọc trong 447 đến 450. Sau đó phần mềm đã tóm tắt cho các bạn gồm có 6 bước. Các bạn ghi nhớ 6 bước ở trên à, nền vàng này. Thì câu hỏi này hỏi là xác định nền tảng số để thực hiện quy trình công việc đảm bảo hợp pháp, hợp lý và hiệu quả là thực hành à, quy trình cách thức làm việc trong môi trường số ở bước bao nhiêu? À, thì các bạn ánh xạ cái giá trị xác định này À, để thực hiện quy trình Thì ở đây chúng ta thấy là Xác định nền tảng số Để thực hiện quy trình công việc đảm bảo hợp pháp Hợp lý hiệu quả Là nó nằm ở bước 3 Đấy, Cho nên à, chúng ta chọn bước 3 Là giá trị đúng à, Của câu hỏi này à, Không khéo làm như vậy Các bạn phải ghi nhớ sau bước này à, Thì như vậy là à, chúng ta đã Nắm tốt được cái, cái câu 3 à, Cái câu về uh, Bước 3 Đó, Bây giờ sang các cái câu tiếp theo à, Thầy giải thích một số câu nữa Để các bạn uh, nắm được cái phương pháp Theo phương pháp tư duy à, Ví dụ đây Là thực hành Kết nối chia sẻ Sử dụng dữ liệu uh, Của cơ quan nhà nước Phải tuân thủ các quy chế khai thác sử dụng dữ liệu do cơ quan chủ quản ban hành tức là cái giá trị trong ngọc kép này là các bạn thực hiện thì nó là thực hành kỹ năng nào trong môi trường số thì phương án a là kỹ năng thích ứng với sự thay đổi và giải quyết sự cố môi trường số phương án b là kỹ năng tham mưu quản lý điều hành công việc trong môi trường số phương án c là kỹ năng làm việc trên nền tảng công nghệ số Phương án D là kỹ năng trao đổi thông tin trong môi trường số. Thì như vậy làm việc trong môi trường số các bạn phải rèn bốn cái kỹ năng này. Thì các bạn đọc trong 456 459 là nói lên có bốn cái kỹ năng này các bạn phải rèn luyện ở trong môi trường số thường xuyên phải thực hành. Thì cái giá trị thực hành này nó là kỹ năng nào? Thì nó chính là kỹ năng trao đổi thông tin trong môi trường số thì các bạn nhận diện cái giá trị trong học kép này nó là nội dung thuộc kỹ năng nào thì chúng ta phải tìm ra cái cụm từ đặc trưng trong dấu nháy để nhận ra phương án trả lời thì học lần đầu thì các bạn chưa nhận ra được thì các bạn đọc à, nạp dữ liệu vào bộ óc là theo trang 456 đến 459 chín sau khi lần 2 là các bạn phải tìm ra được cái, cái cụm từ nhận diện ra cái giá trị này là thuộc kỹ năng nào đã, cái phương pháp câu hỏi trắc nghiệm là như vậy đấy thì các bạn tư duy là các bạn nhận ra thôi ví dụ như là kỹ năng chia sẻ dữ liệu ở đây thì không thể nói là à, là kỹ năng làm việc trên nền tảng số rồi mà ở đây nó phải là trao đổi thông tin đó để các bạn nhận ra được cái cụm từ để trả lời à, cũng như trên tôi đã trình bày với các bạn thi trắc nghiệm nó phơi bày nội dung câu hỏi lên màn hình nội dung phương án lên màn hình rồi chúng ta không phải học thuộc mà cũng không thể thuộc được 500 trang tài liệu khoa học rồi các bạn hiểu nội dung để đối với chuyên đề kỹ năng mà chúng ta chú ý cái từ kỹ năng tức là mình làm đi làm lại nhiều lần thành thạo thuần thục nhuần nhuyễn đó thì chia các kỹ năng này ra nó có phương pháp khoa học cơ sở lý luận của nó thì cái cái thao tác của mình làm thuần thục nhuần nhuyễn cái thao tác này chính là mình đã thuần thục kỹ năng trao đổi thông tin trong môi trường số Đó. thì các bạn thấy em có cơ sở khoa học mà có thể các bạn làm rất tốt Thế nhưng mà sau khi các bạn học chuyên đề các bạn thấy rằng là, à lâu nay mình làm cái này mình không biết nó thuộc vào kỹ năng nào thì hôm nay các bạn bắt đầu tiếp cận vào tài liệu thì các bạn thấy là à đây chính là kỹ năng trao đổi thông tin trong môi trường số Đó. cái việc làm của các bạn là ban đầu là chưa có cơ sở lý luận thì bây giờ chuyên đề trang bị cho các bạn cơ sở lý luận thì các bạn biết cái việc làm của mình như vậy là là thuộc vào kỹ năng kỹ năng tức là phải thuần thục nhuần nhuyễn mà thì như vậy là các bạn sẽ làm tốt hơn đó. ý là như thế thôi à, có thể là các bạn làm hàng ngày rồi mà các bạn không biết là mình làm như thế là thuộc kỹ năng nào đó thì hôm nay học chuyên đề thì các bạn thấy à như thế là thuộc vào kỹ năng À, trao đổi thông tin trong môi trường số. Khi mà các bạn đã được trang bị lý luận rồi thì các bạn sẽ làm việc tốt hơn. Đấy, cái 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 phương pháp là như vậy. À, như vậy là rất tuyệt vời đúng không? Để có học có hơn mà học và càng hiểu sâu, trang bị được lý luận nữa thì tuyệt vời quá. Ví dụ như chúng ta giải thích một câu nữa về mặt số lượng à, để các bạn thấy có những loại câu hỏi về số lượng. Ví dụ như là đâu là phần mềm độc hại đó thì như vậy là à, chúng ta phải chỉ ra trong bốn phương án thì phương án nào nó là à, phần mềm độc hại thì căn cứ vào chuyên đề 9 trang 468 đến 469 à, thì các bạn à, mở file lên để các bạn tìm đến để các bạn đọc nhé à, chỉ dấu trừ thu nhỏ thì ví dụ phương án a Nocturn antivirus thì đây có từ virus thì nó không phải là mềm đây là phần mềm diệt virus rồi. Nó không phải là phần mềm độc hại rồi. À, hay là phần mềm trên Micro thì đây là phần mềm uh, diệt virus rồi. Phương án A là anti Antivirus là phần mềm diệt virus. À, phương án B là trên Micro cũng là phần mềm diệt virus. Phương án D phần mềm à uh, free -P, uh, P đây thì nó cũng là phần mềm diệt virus ba phương án đều là phần mềm diệt virus phương án a nocturne antivirus phương án b trên micro là phần mềm diệt virus phương án c MCA-Phi cũng là phần mềm diệt virus suy ra phương án còn lại phương án c choi là phần mềm độc hại đó thì các bạn thấy rằng là có khi hỏi các bạn là cụ thể như vậy thì cái 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 choi này nếu các bạn mà tốt thì các bạn nhìn thấy ngay nó là cái là phần mềm độc hại rồi thì các bạn thấy là à, câu chuyện là à, thành ro đấy thì đây là à, là loại virus à, đây là loại phần mềm độc hại Đó, như vậy là xin giới thiệu với các bạn như vậy à, à, như vậy là các bạn đăng nhập vào phần mềm để học thôi các bạn muốn đăng nhập để học lại cái mục này hoặc học cái mục khác các bạn kích chuột vào mục số 1 này nhấn nút trái là các bạn lại tiếp tục học lại cái mục này hoặc là học mục khác bây giờ kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn tắt máy tính để nghỉ hoặc chuyển làm việc khác thì các bạn luôn luôn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này xuất hiện cái hình người này chỗ hình người này nhấn nút trái thì sau đó xuất hiện chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình à, chúng ta chọn cái thoát để thoát ra khỏi à, phần mềm chỉ vào dấu chéo để tắt cửa sổ như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp học cơ hội trắc nghiệm theo phương pháp tư duy mà thông qua minh họa là học cơ hội trắc nghiệm à, phần 2 kỹ năng cho chuyên đề 8 kỹ năng quản lý thời gian và chuyên đề 9 kỹ năng làm việc trong môi trường số Để các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn được nốt đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nốt đăng ký để chuyển thành đã đăng ký kênh của thầy thì các bạn được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục và xem có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất thì các bạn thấy video của thầy hay thì các bạn có thể chia sẻ cho các bạn cùng xem nhưng mà riêng mật khẩu các bạn được cấp thì các bạn là phải bí mật không để cho bạn biết à, chia sẻ video cho bạn xem đó là tốt rồi à, các bạn cũng nhiều bạn cũng đã nói đã nhắn tin với thầy là tìm được video của thầy là đã là sự may mắn rồi để à, cảm ơn các bạn đã có à, những cái tin nhắn à, phản hồi rất tốt lần nữa chúc các bạn thành công